Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ điều khiển chiếc máy kéo này nhá. Đó, dín dín, đó, chúng ta bắt đầu đi. Nhé, chuẩn bị xuống dốc đó. Đi chậm thôi, vừa đi vừa phanh. Nào, mới chú vịt kia, tránh xa, không máy xúc nghiến vào bây giờ. Thỉnh hoa quả. Máy xúc đang chuẩn bị lên dốc nữa nha. Máy xúc đi qua cầu. Tránh xa không máy xúc nghiến vào bây giờ. Mấy chú vịt ở dưới chân dốc kia, chạy đi. Các bạn có nhìn thấy cảnh báo nguy hiểm đây không? Đây, cảnh báo nguy hiểm này. Chà, đường dốc đấy, xuống vừa đi vừa phanh nào. Vừa đi vừa phanh đấy, lên dốc nào. Thật là tuyệt vời, nào xuống đi. Mấy chú vịt kia tránh xa, tránh mau không máy kéo sẽ hút vào các bạn đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một chặng đường rồi. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.